Thôi mà, anh Sang Quân à, anh đừng như vậy mà. Chúng ta không thể nào như vậy được đâu, anh hiểu chứ. Thâm hi à? Tôi, vì Dơ Râm là con trai của anh cho nên tôi đúng là có rung động thật. Bây giờ hai chúng ta đều vì Dơ Râm mà có cảm giác nhầm lẫn thôi. Không đâu, không phải nhầm lẫn gì hết. Dĩ nhiên là vì Dơ Râm mà tình cảm của tôi đối với cô càng nhiều hơn, đúng là như vậy. Nhưng trước khi biết Dơ Râm là con trai của mình, tôi đã thích cô, cô cũng biết rồi mà cô cũng vậy mà không phải sao anh đừng nói nữa sang quân à chúng ta đừng nói với nhau chuyện này nữa được không à hi à bây giờ tôi phải đi trước rồi giờ rưm đang đợi tôi cậu đang làm cái gì vậy hả cậu đang làm cái gì vậy chuyện gì anh muốn nói gì hả người mà lúc nãy cậu vừa ôm cậu biết là ai hay không biết chứ sao không là cưm hy là người mà tôi yêu người cậu yêu sao cậu có bình thường không vậy cưm hy là phải là vợ cũ người vợ anh đã bỏ rơi rồi sao rồi sao hả ờ <laughs> à, cũng được đó coi như hai người yêu nhau nói thẳng ra thì tình yêu của hai người trên đời này ai thông cảm ai chấp nhận đi hả tôi cảnh cáo cậu. Hãy tỉnh táo lại đi. Tỉnh táo lại nhìn thẳng vào hiện thực đi. Tôi từ chối. Lời cảnh cáo đó của anh. Cái gì? Đứa trẻ mà Cưng hi bảo vệ là con trai của tôi. Tôi là ba của nó. Cho nên dù chúng tôi yêu nhau, anh cũng có quyền gì mà ngăn cản chúng tôi chứ? Thì thằng khốn này. <laughs> tôi cảnh cáo anh. Tôi không cho phép anh dư quyền. Thêm một lần nào nữa. Cậu nói gì chứ? Bây giờ tôi đang nhẫn nhịn vì ít nhất tới giờ anh vẫn đang là chồng của chị tôi sao ít nhất tới giờ sao phải ít nhất tới giờ nhưng không biết kéo dài tới khi nào đâu ơi dạ anh mới về ba mẹ mẹ đã về rồi đó ba bà làm gì ở đây vậy ra ngoài ngay cho tôi hình như ông quên rồi thực ra cái nhà này tôi cũng có đứng tên mà nè bây giờ bà đang giỡn mặt với tôi đó sao ông biết là tôi không có nói giỡn mà tôi biết trước tiên là phải giải quyết vấn đề của sang quên đã đừng có lấy sang quên ra làm cái cớ bà đó đã vượt quá giới hạn rồi đó ông xã đứng đó để làm cái gì nữa muốn tôi tự tay lôi bà ra đó hả à, ông xã ơi tôi xin ông mà cho dù muốn tôi đi cũng phải giải quyết chuyện của sang quên đã à. <cười> <cười> vậy hôm nay ông đã gặp sang quên rồi hả nó định thế nào còn định thế nào nữa nó nói phải tìm cho Jerome con đường hạnh phúc nhất. Kêu tôi cứ giao cho nó. Bộ ông không hiểu thằng Sang quên hay sao? Ý của câu nói đó là nó sẽ chịu trách nhiệm với hai mẹ con. Con nhỏ đó là mẹ của Jerome. Nhất định là nó sẽ đòi kết hôn với con nhỏ đó thôi. Như vậy ông còn nói tôi vừa quá giới hạn hay không? Tôi không còn cách nào khác. Mới nói con Sang quên đã chết rồi. Phải làm vậy để ngăn cản nó lại. <laughs> Ừ. Mà nhớ kỹ cho tôi Không phải bà quay về là tôi tha thứ cho bà đâu Vậy chứ Còn cái gì khác nữa sao Bà lo mà thận trọng đó Thận trọng Tôi biết rồi Tôi sẽ thận trọng Đưa áo cho tôi Tôi sẽ cố gắng bảo vệ cho cô và dơ rừng tôi tuyệt đối không rời xa hai mẹ con đâu <laughs> tới rồi vậy để anh vô chào một tiếng rồi về nghe bây giờ không khí trong nhà đã không tốt lắm cũng phải ha do ba ruột của do rum xuất hiện đột ngột cho nên vậy hình như người đó thích chị hai của em em cũng hy vọng hai người tiến triển tốt nhưng đó lại không phải là vấn đề đơn giản chắc là mẹ em lo lắng lắm có phải không chứ gì nữa được rồi anh về đây ngủ ngon nha cơm chu <laughs> bỏ đi luôn vậy đó hả sao ừ <laughs> 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 Anh đi nghe. <laughs> con nói chuyện với mẹ một chút đi con không có gì muốn nói với mẹ sao dạ mẹ nói vậy nghĩa là sao sao con có thể tùy ý đưa cháu nội của mẹ ra nước ngoài như vậy con đâu biết kế hoạch của mẹ rồi Thì biết làm gì khác đi Con chỉ có thể ngăn cản lại thôi Con nói sao Cháu nội của mẹ thì mẹ đi tìm Con có tư cách gì mà ngăn cản chứ Nó cũng là con của Cơm Hy Nếu mẹ biết quá trình Cơm Hy nhận nuôi nó như thế nào Thì mẹ sẽ không thể làm như vậy đâu Con thật là Tới cuối cùng con vẫn nghĩ mình đúng hả Mẹ à Sao vậy chuyện này hồi nãy mẹ nói với con rồi mà Xuống đi Bu mẹ ra đi Nghĩa là cuối cùng con vì bảo vệ cho vợ cũ Nên mới làm như vậy có phải không Mẹ à Không lẽ con Vẫn chưa thể quên được vợ cũ của con sao Đúng không Mẹ à Mẹ không thấy là mình quá đáng hay sao Quá đáng cái gì mà quá đáng Mẹ dựng chuyện hay sao Mẹ à thôi đi mà Không lẽ con Muốn lấy lúc đưa dơ rơm và vợ cũ của con ra nước ngoài Sau đó sẽ đi theo Nên bày thủ đoạn hả Thủ đoạn sao Đúng vậy thủ đoạn tại sao con trả lời mẹ thừa nhận bằng cách im lặng sao bây giờ con không muốn nói chuyện với mẹ nữ đâu con vô phòng trước đây đúng là cái thứ ngang ngược anh có thái độ gì vậy hả sao anh có thể như vậy với mẹ của em được chứ vậy hành động của mẹ em đối với anh là không có gì hay sao vị trí của mẹ em thì phải như vậy thôi anh đã lén đưa cháu ruột của mẹ em đi dĩ nhiên là mẹ em phải giận rồi <laughs> vậy nên người ta mới nói mẹ nào còn nấy mà anh nói cái gì em và mẹ của em không khác nhau một chút nào hết khiến người ta cảm thấy sợ giống hệt như nhau Hôm nay sao anh nhạy cảm như vậy hả? Chỉ cần một câu xin lỗi là kết thúc được mọi chuyện rồi mà tại sao anh lại phải làm như vậy chứ? Em cũng biết là bây giờ cô Út và Cương hy đang như thế nào không? Anh mới vừa nhìn thấy cái gì em cũng biết hay không hả? Anh đã nhìn thấy cái gì chứ? Hai người họ ôm chặt lấy nhau. Bây giờ cô muốn chia rẽ hai người họ cũng không thể được nữa rồi. Vậy thì sao hả? Anh đang ghen với Sa quên tới muốn phát điên lên hay sao? em đừng có nói câu đó nữa có được không nếu không thì sao chứ anh đang cảm thấy bất lực vì bị cướp đi người phụ nữ của chính mình hả à. làm ơn hãy dừng lại đi nếu không muốn nhìn thấy anh phát điên lên em biết là anh đang hối hận vì đã kết hôn với em đúng không anh định như vậy tới bao giờ nữa đây tới bao giờ đây em không thể nào chăm sóc cho anh được nữa em không thể nào cho phép anh như vậy được nữa đâu anh hiểu không không chăm sóc sao nếu như không chăm sóc thì em muốn ly hôn hay sao anh nói cái gì vậy hả anh đi đâu vậy anh định đi đâu vậy hả trời nửa đêm mà em đi đâu vậy mẹ đâu rồi vô phòng ngủ từ rất sớm rồi có chuyện gì mà mặt em bị sao vậy hôm nay em ngủ ở đây nha không lẽ vợ chồng em lại cãi nhau hả có đúng không hai vợ chồng em làm sao vậy chứ nếu cứ vậy hoài chắc sẽ ly hôn thiệt đó nếu ly hôn đối với anh là chuyện tốt kia mà em nói cái gì vậy nếu như mà em ly hôn thì mẹ vợ của em sẽ không phản đối anh nữa rồi đối với anh là chuyện vui còn gì nữa nói chuyện cho đàng hoàng có được không em bất hạnh thì anh có thể thấy vui được hay sao chứ à. nếu ly hôn sẽ bất hạnh hơn bây giờ thật sao chun hô à em nghe máy đi cũng phải báo là tối nay ngủ ở đây chứ. Thôi khỏi đi. À. À, alo? Anh Junho à? Em xin lỗi. Em biết là em đã sai rồi. Anh đang ở đâu vậy hả? À, là anh đây. Anh của Junho. Là anh hai hả? Phải. Junho đang ở đây. Nó ngủ lại đây. Rồi sáng mai đi làm luôn. Nếu như anh ấy ở đó, anh có thể đưa điện thoại qua được không? ờ à, được được em đợi chút nghe nè nhóc ai kêu anh nghe điện thoại của người khác kìa chứ Câm Hy à, sao con dậy sớm làm gì cho mệt vậy? Ba mẹ dậy rồi hả? À, cứ để đó lên phòng đi, lên phòng ngủ thêm chút nữa, ở đây cứ giao cho ba mẹ đi Đúng đó con, lên phòng đi, hôm qua ba của cậu chủ tiệm đã tới gặp dơ râm, chắc chắn đêm qua cũng mất ngủ rồi Sao mà biết chuyện đó vậy? Sao mà biết cái gì, mẹ đi ngang nhìn thấy, rồi sẽ thế nào đây hả? Con đã nói chuyện với cậu chủ tiệm ăn Dù chỗ. có nói cũng dễ gì có được kết luận chứ. Hôm nay tụi con sẽ gặp lại để bàn tiếp chuyện đó. Tới bây giờ thì vẫn chưa biết sẽ làm như thế nào nữa ba. Chứ còn gì nữa. Thôi, con lên gọi dơ râm dậy. Mau chuẩn bị cho nó tới trường đi. À, đúng Ở đó. đây để bà mẹ lo cho. Con sẽ lên ngay. À, phải rồi ba. Cơm tối hôm nay cứ để cho con lo. Ba biết rồi chứ. Con làm gì mà có tinh thần nấu nướng nữa. Nhập gia phải tùy tục chứ mẹ. Nhà của người ngoài hay sao mà con nói vậy? Phải đó, con gái của bà cứ phát huy khả năng đi. Nếu cần gì á, bà sẽ giúp cho. Dạ, con lên kêu dơ rơm xuống nha ba. Ờ, à, được rồi. <laughs> Ông xã. Kệ nó đi. Tâm trạng đang phức tạp rối bời. Có khi á, vận động cơ thể một chút sẽ tốt hơn. Sao con xuống một mình vậy? Con rể hai anh đâu? Ừ, Sáng sớm anh ấy đã đi rồi. Sao? Hai đứa lại cãi nhau hả? Ừ. Cô Út đâu rồi? Trễ giờ anh hai đi làm bây giờ. Cơm của tôi đâu? Chị tự mà đi xuống lấy ăn đi. Cơm ở trong nồi cơm đó. Cô Út, cô làm vậy đó hả? Bà không có tay hay sao? Một mình dông xuân nấu cơm đã thấy mệt lắm rồi, á đã không giúp đỡ thì thôi. Bà phải tự mình xuống lấy cơm mà ăn đi chứ. Luôn cả sang mi cũng vậy. Ông xã, ba Anh ăn cơm ngon miệng nha anh hai. Sao vậy? Em không ăn hả? Em không muốn ăn đâu. Nè, anh rất hiểu tâm trạng của em. Tha thứ cho em rễ phát để nó về đi. Bây giờ em cũng đâu có vui sướng gì đâu. Với lại không có em rễ phát, anh tự đi làm cũng rất là vất vả. Em đi vô trong đây Nè nè nè. Ôi trời đã dọn cơm rồi, lấy thêm một chén cơm nữa thì có cái gì khó đâu. Trời ơi. Cái bà này mệt bọ quá. Tôi dặn bà là phải thận trọng mới nhớ không? Tôi biết rồi. <cười> <cười> Mẹ lấy cho con luôn nha. không biết là chồng của mình ăn cơm đúng giờ đúng nhất không nữa à. À. Anh xin lỗi Dông Xuân à. mau ra đây ăn đơn giản vậy rồi đi làm nghe con mời gì rang sáng dì ơi rang ủa Ê... gửi sớt hô chun hu người mẹ vô dụng này đã phạm lỗi lớn rồi mẹ không còn mặt mũi nào nhìn các con nên phải ra đi thôi xin các con đừng đi tìm mẹ mẹ thật lòng xin lỗi như vậy là sao chứ à. điện thoại cũng tắt máy luôn rồi thật ra vì gặp vấn đề về tiền bạc anh đã trả giùm rồi mà nhưng mà hình như vẫn chưa giải quyết xong sao chứ tiền sao trước hết á phải tìm ở những nơi gì có thể tới trước đã em có nghĩ ra được nơi nào không đừng có tìm nữa Tìm ra rồi thì phải làm sao đi? Nè nhóc à, dù sao đi nữa cũng phải tìm ra người trước đã chứ. Gây ra chuyện xong rồi đi trốn, chúng ta biết phải làm sao đi. Em nói rồi đó. Anh đừng có quản gì này nữa, anh có biết chưa? Nè, dù sao cũng là mẹ của mình mà. Đã nói là đừng quan tâm rồi kìa mà. Xuân Hô à, Bây giờ chắc là biết hết mọi chuyện rồi. <laughs> Mẹ xin lỗi nha Junho. Hô. <laughs> Dì xin lỗi nha Sơ hô <laughs> À, tới rồi hả? Tôi vừa mới dọn dẹp xong, đang định uống cà phê đây nè. Cô tới đúng lúc lắm. Tôi có chuyện này muốn nói với anh chúng ta nói chuyện một lát ha được rồi cô ngồi đợi tôi chút tôi đã suy nghĩ suốt cả đêm hôm qua nhưng vẫn chưa thể đưa ra kết luận được Vì vậy đừng nên một mình đưa ra kết luận gì hết Cứ tin tưởng Và làm theo tôi không được sao Nhưng mà có một điều tôi biết chắc Là tôi không thể nào ngăn cản anh là một người cha được Vậy cho nên tôi mới nói Bất cứ lúc nào anh muốn gặp mặt dơ rưm Đều có thể tới gặp nó Anh có thể ở bên cạnh nhìn dơ lớn lên Cũng giống như lúc này anh đang ở bên cạnh nó Chúng ta có thể giữ mối quan hệ như vậy được không Cầm Hy à Tôi biết nói như vậy là tôi rất ích kỷ Nhưng mà tôi cảm thấy đây là cách tốt nhất Trong hoàn cảnh của chúng ta bây giờ Bây giờ cô đang cảm thấy sợ hãi Nên mới nghĩ như vậy Tôi biết và hiểu tâm trạng của cô mà Câm Điều không? làm cho tôi cảm thấy sợ nhất chính là dơ rừng. Con đường dơ tới đây có rất nhiều khó khăn Bây giờ lại bắt nó phải chấp nhận anh là ba của nó Đây là chuyện không dễ dàng chút nào Cứ vào dơ cho tôi đi Tôi sẽ từ từ tới gần không dội đâu Tôi với dơ có quan hệ rất tốt Cô biết mà Tôi biết chứ Tôi biết Dơ Rưm thích anh nhiều tới như thế nào Nhưng mà Người mà Dơ Rưm thích chính là chú ở tiệm ăn Bây giờ lại thành ba của nó Sự thật này đối với Dơ Rưm mà nói rất khác Đối với tôi thì người chịu bất hạnh Chỉ một mình bồ ra là đủ rồi Từ bây giờ người tôi cần bảo vệ Tôi sẽ giữ chặt không bao giờ để mất Anh Sang Quân à Tôi là ba của Dơ Rưm mà sáu năm qua tôi không hề biết sự tồn tại của nó nó ở ngay trước mắt tôi mà tôi cũng không thể nhận ra được tôi là người cha vô dụng tôi muốn dành cho con trai tôi và mẹ của nó tất cả những gì tôi có cô có thể hiểu cho lòng tôi được không anh sang quên tối qua chồng con ngủ ở bên ngoài hả vì ai mà phải như vậy chứ mẹ định tiếp tục như vậy hoài hay sao mẹ có làm gì đâu mà tiếp tục bây giờ con đang oán hận mẹ hay sao mẹ có cảm thấy vui hay không nếu chuôn hô trở về bên kim hy cho nên con đã nói là mẹ phải giúp đỡ cho con mà đủ rồi con bị người mình tin tưởng nhất phản bội rồi còn nói chuyện này nữa hả mà con cũng đã năn nỉ mẹ rồi đừng có đụng tới anh chuôn hô nữa mà mẹ cứ như vậy tụi con ly hôn thật thì mẹ mới hả dạ hay sao Nói cái gì vậy hả? Trên đời này làm gì có bà mẹ nào muốn con gái của mình ly hôn mà còn tới hai lần? Nhưng mà con không còn cách nào khác sao? Đuổi con nhỏ đó tránh xa sang quân rồi đón vô rung vậy? Ừ, lần nào cần mẹ mới tới tìm con. Con có cách gì có thể sử dụng không? Mẹ Lúc mẹ đuổi cơm hy ra khỏi tiệm ăn mẹ không nhớ sao khi không con nói cái này làm gì vậy mẹ phải đi gặp mẹ của cô ta để dứt khoát luôn kìa ở tiệm ăn xuân cung cũng đi gặp bà ấy mới đuổi đi được mà đúng rồi tại sao mẹ không nghĩ tới chuyện này chứ cô út cô đứng đây từ hồi nào vậy hả Ừ. Nghe hết rồi sao? Ai vậy? <laughs> Lần đầu được gặp ông, tôi là bà nội của Dơ Rừng. Sao? Bà nội... Cô... Cố... Bà, bà... bà nội sao? Không biết vợ ông có ở nhà không? Tôi muốn gặp bà ấy một lát tại sao tôi lại tới đây chắc là bà đoán được rồi tôi vẫn chưa đoán ra được bà cứ nói đi được rồi quan hệ của chúng ta không phải có thể nói chuyện lâu với nhau cho nên tôi nói thẳng vào việc chính luôn thời gian qua cảm ơn ông bà đã chăm sóc cho cháu nội của tôi cháu của chúng tôi thì chúng tôi chăm sóc đâu cần thiết bà phải cảm ơn nhưng đứng ở vị trí của tôi không thể không tỏ lòng biết ơn được cái này nè bà bà làm như vậy là vô lễ lắm đó nha vô lễ sao như vậy có gì mà vô lễ thời gian qua ông bà đã chăm sóc cháu của tôi tôi tỏ lòng biết ơn thôi ông bà nhận cái này rồi trả cháu nội lại cho tôi chỉ cần vậy thôi bà nói như vậy nghe không có được đâu cháu ra đời cũng không biết mà bây giờ tới đòi lại thằng bé là đu vật sao? vì tôi không biết nó ra đời nên bây giờ mới như vậy. nếu chúng tôi mà biết thì đâu có để cho nó được nuôi dạy trong hoàn cảnh như vậy. hoàn cảnh như thế nào? thì nhìn sơ qua là biết không được dư giả gì. quan trọng nhất mẹ nó là phụ nữ độc thân đã ly hôn, sao tôi có thể để cho cô ta nuôi cháu tôi được? bà đúng là cái thứ trơ trẽn. con tôi tại sao phải ly hôn bà quên nhanh như vậy à? nếu người có lương tâm thì đã không nói như vậy trước mặt của tôi rồi. nhất là bà chuyện đó cũng đã qua rồi đừng nhắc lại nữa. Nếu như có thể, tôi cũng thông cảm với vị trí của ông bà, nên cũng đã định nhẫn nhịn. Nhưng chuyện nên nói thì vẫn phải nói. Cơm hy nhà tôi, cố gắng hết sức mới nhận nuôi được dơ râm. Cả nhà tôi cũng đã hợp sức để nuôi dạy thằng nhỏ. Nếu so sánh với gia đình bà, tuy về vật chất chúng tôi không bằng, nhưng không phải vì vậy mà không đủ để nuôi dơ râm. Không bao giờ có chuyện đó đâu. Bà nên nói cẩn thận cho một chút đi. Rồi sao? ý ông bà là không chịu trả đứa nhỏ trong yên ổn hả dạ con nghe cô sao cô nói là mẹ của con đi đâu không lẽ ông bà muốn chúng tôi phải khởi kiện hay sao không biết là ông bà có biết không nhưng mà trên pháp luật chúng tôi sẽ có lợi chứ không phải là các người chuyện bà muốn sẽ không bao giờ xảy ra đâu. Ba thằng bé không đồng ý thì bà có thể làm gì? Không lẽ bà đang có ý đồ với sang quên nhà tôi? Bà muốn làm con rể của nhà bà có đúng không? Bà nói cái gì? Bà nói như vậy mà nghe được à? Đúng rồi. <laughs> ông bà cũng biết những lời đó, nghe không lọt tai. Nếu như vậy thì may mắn quá. Tôi hiểu ý bà rồi, xin mời bà về cho. Tôi phải biết ý của ông bà ra sao rồi mới về. Đã nói bà cứ về trước đi mà. Được rồi. Ông bà cứ suy nghĩ đi. Rồi cố gắng thuyết phục con gái của mình. Cứ vậy đi. Còn cái thứ này không có ích gì đối với gia đình của tôi. Bà nhớ cho kỹ đó. <laughs> Thiệt tình ôi ở cái chỗ nghèo nàn không có cả chỗ đậu xe này mà còn bày đặt tự trọng nữa thiệt tình cái nơi gì mà nghèo khổ vậy bác tới đây làm gì vậy không lẽ bác vừa mới tới nhà của con sao đúng rồi mới tới phu nhân à cô với gia đình tôi có quán thù gì mà lại như vậy sao biết bao nhiêu đứa trẻ tại sao cô lại nhận nuôi con của sang quên rồi làm ra chuyện rắc rối như vậy bác đã nói những gì với ba mẹ của con rồi vậy ngoài việc đòi lại cháu của tôi tôi còn có chuyện gì để nói với ba mẹ của cô nữa bác nhất định phải làm như vậy với ba mẹ của con sao bác phải tìm con trước mới phải chứ cô sẽ chịu nghe lời tôi hay sao Cô nghĩ cô có tư cách gì mà nuôi dạy cháu của tôi chứ? Cháu của tôi còn có ba ruột của nó mà, cô có tư cách gì? Con, với tư cách là mẹ của Dơ Râm. Chị? Mẹ sao? Vậy là, cô không trả Dơ Râm cho chúng tôi? Phải, Dơ Râm, chính là đứa con mà con sinh ra bằng trái tim. Con sẽ không đưa nó cho bất kỳ ai hết. Bây giờ mới thấy cô thủ đoạn ghê. Cô đeo bám giờ Râm không buông, thì cuối cùng sang quanh cũng sẽ là của cô. Đó là kế hoạch của cô, không cần phải nói những lời vô ích đó. Con đã nghĩ cho anh Sang Quân bị xa cách con 6 năm, cho nên trong lòng rất đau khổ. Nhưng mà, sau khi gặp phu nhân xong, con quyết định sẽ cứng rắn hơn. Cô nói vậy là sao? Chắc chắn là con sẽ không bao giờ giao dơ rưng của con. vào bất cứ gia đình nào có phu nhân và Sang Mi, Sao? Cái gì hả? Cô thật Hay là à.